Bia lady. Ui bật bật. Đây em cho anh xem nha. Ui đấy, đúng bài đấy á. Cứ như này thôi. Ui rồi. Đấy á, nó nhảy này á. Đúng rồi. Ủa đây đúng rồi. Ui nó nhìn nhá. Cũng nhảy vào CBD lady rồi em ơi. Kìa 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 kìa. Em ơi. Bắt nó. Ok anh em ạ. Không biết là hôm nay có cái chuyện gì mà bọn trẻ trâu nó gọi mình lên đây gấp. Nó bảo có một người lạ mặt gọi điện dọa chúng nó. Thế bao nhiêu anh em mà lại... Thôi để mình lên xem tình hình nhà nhá. Dạo này nắng ăn bị phán quá anh em ạ. Ui rồi, anh em ơi. Anh em đâu rồi? Cái gì bùng nhùng thế này? Ô, giày của 404 này. À, tay của 707. À, 404 đúng không? Ui, ui giời ơi. Sao lại chui hết vào chăn thế này? Anh em chơi trốn tìm à? Gọi anh choan à? Bọn em đang bàn luận tự nhiên nhá. Ừ. Vừa nãy ừ. Lúc anh chưa lên đấy ừ. Thì tự nhiên có một cái bà. Ừ. Bà gọi cho bọn em. Bà hả? Bà già? Bà già, bà gọi cho bọn em. Bà ấy, bảo gì? Bà ấy chả nói gì cả, bà cứ như này thôi. Ui rồi. Ê. Thế có hỏi tên bà là gì không? Sau khi bà ấy còn đưa ra. Ui ui, mày tả như mà. Không nói chuyện, bà không hỏi. Nhưng mà theo cái tìm kiếm của bọn em, mẹ của em vừa tìm kiếm xong. Ừ. Thì em phát hiện, hóa ra. Ừ. Cái bà ấy. Ừ. Sakimi Toilet không phải. Hay gọi là Siberian Lady. Ủa. Dancing. Có thật không? Em phát hiện mày thế. Điên thiên. Em không điên thiên luôn. Nếu mà đúng, nếu mà đúng bà CBD lady nhá, mà là không là không phải mặc đồ đen và giơ hai tay ra không nhảy nhảy cơ. Đâu, em mô tả, em mô tả xem nào như nào. Cứ như thế á. Gọi video call. Gọi video call cho em xong là như thế. Xong rồi em đuổi. Từ đuổi vào màn hình ấy. Đuổi vào màn hình em tắt máy luôn. Ui. Nhưng sao lại biết số của em? Em gọi mà video call. Lạ nhỉ. Anh đang nghi bọn này cho anh. Không tin. Em nói thật đi, anh bảo đi. Chúng mày đứng đây anh bảo này. Này anh bảo. Anh em ạ, nếu như thằng Minh Vương mô tả thì đúng là cái gì à, Siberian Lady Dancing. Nếu là như thế bảo Luffy chính là người xác nhận được chuẩn hơn. Tại vì là ngày hôm qua bảo Luffy có nhớ không? Bảo Luffy xem trên TikTok là cái bà Siberian Lady Dancing ấy đúng không? Thế thì vừa nãy mà gọi điện cho Vương có đúng như thế không? Đúng rồi. Ui giời ơi. Sao lại thế, trùng hợp thế nhỉ? Mới hôm qua anh em mình xem TikTok của cái bà ấy không? Bảo đang nổi tiếng khắp TikTok xong mà hôm nay lại gọi điện được cho team. Nhưng mà nếu bà gọi thật là anh em mình phải cẩn thận nhá. Phải xem xét kỹ, tại vì cái bà này không được đâu. Bà ấy cứ nhảy nhảy thôi. Nhưng mà đây, nhưng mà nếu mà ai mà để bà phát hiện ra bà ấy, cầm sao bà đuổi ấy. Kinh lắm. 404 thử nhảy cái điệu hôm qua anh xem nào. 404 nhảy lại cái điệu của bà hôm qua anh xem nào. 404 biết nhảy của bà ấy. À. Đấy, đúng không? Như này đúng không? Ôi trời. Thế thì đúng rồi em ơi. Thế thì chết rồi. Hay là hôm qua anh làm cái clip, hay là hôm qua anh làm cái clip xem bà trên TikTok. Thế hôm nay là bà gọi cho team mình rồi. Thế thì cẩn thận. Anh xem bà chú ý. Đóng cửa, trốn đi. Anh em. Không, nhưng mà anh em mình sao phải follow anh? Có bảo Luffy mới lại 404 đây mà mày phải sợ bà ấy. 4 năm anh em mà phải sợ. Ui ôi. Ui bà gọi sao? Ui ôi. Ui ôi, ui ôi, ui ôi, ui ôi, ui ôi, từ từ, đâu để anh ra xem nào. Ui ôi, sợ lắm em ơi, 404 đây, này cầm ra xem phải không? Đâu em ơi, đây xem nào. Siberian Lady. Đâu, mày đưa đây tao xem nào. Siberian Lady. Ui, bật bật cho có phải không? Em cho anh xem nào. Ui, đúng bài đấy á. Ui, bảo vũ lắm kìa. Đây á, nó nhảy này á. Đúng rồi. Ủa đây đúng rồi. Ui, nó nhìn kìa. Ui. Nó nhìn luôn. Ui ui. Nhìn mặt bà ghê lắm. Đúng không? Em nhảy em. Đây. Đúng rồi, đúng như mày rồi. 404 đây. Nhìn xem có phải không? Ui ui. Ui. Nhìn mặt bà ghê đấy. Ui, bảo phi lấp kìa. Ui anh em ơi. Đúng Sepia Lady gọi điện cho anh em mình rồi. Ủa tầm này đang sắp 12 giờ đêm rồi em ơi. Chết rồi. Ui. Anh tắt đi rồi lại. Gọi lại em ơi. Anh ơi, Sepia Lady ở đâu đây? Sepia Lady. Nghe luôn. Ui, sao cái chân dài này? Chân ai dài này? Ui. Ôi. Có ai đâu? Có ai đâu? Ui giận thế nhỉ? Hình như ông này ông đang quay lại cho mình xem hay sao ấy. Đây, đứng trong rừng này. Ui nó đang nhảy kìa. Đấy, ui nó nhìn rồi. Ui. Ui. Ui ông này như gọi nhà mình cứu hay sao ấy. Chưa. Ông ấy gọi tiên hùng Mada đến cứu. Hay là ở trên rừng ở trên đồi em. Anh em ơi, dậy đi, lại một người nữa gọi điện cho team mình này. Hình như toàn người cầu cứu team mình thôi. Để xem nào.
Ủa đấy, lại một trường hợp nữa. Ở đâu này em ơi? Gì đây? Ở ngoài đồng ruộng. Ở ngoài đồng ruộng ở chỗ nào nhỉ? Cái ruộng này giống ruộng ở dưới kia. Ủa chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ủa thằng Tây em ạ. Tây à? Ừ. Ui. Thôi em ơi, sao màn hình tối hôm không bật được lên nữa rồi? Chết rồi. Hay rồi. Hay là gọi điện đến nó virus vào trong máy rồi. Hay là nó sập nguồn, nó chạy máy rồi. Khả năng là anh đắt máy đi. Thôi anh em ơi, bây giờ anh bảo nhá. Tình hình là nguy cấp thật, là lăng là Siberian Lady này đang tấn công khắp thế giới rồi em ơi. Em nghĩ thế. Khắp thế giới rồi. Khả năng sắp đến. Bây giờ là mọi người gọi cho mình không phải là để dọa đâu, mà là cầu cứu tim mình. Chắc. Em hiểu không? Bây giờ biết ở đâu mà ấy anh. Bây giờ anh em mình không biết, nhưng mà cũng có khả năng là nó sẽ lên đây nó tấn công anh em mình. Bây giờ anh em mình nha, phải tập hợp hết anh em vào đây. Em đi gọi Alpha San với lại 707 về cho anh nhá. Xong rồi vào đây anh em bàn kế, nếu mà trường hợp gặp bà này anh em mình phải xem là bà sợ cái gì để mình còn dọa lại, em hiểu không? Đấy, phải tính trước. Không biết bà sợ gì không? Em biết bà này ai bà cũng sợ. Hay là mình phải nhảy lại theo bà ấy thì may bà tha nhỉ. Ui, khả năng bà sẽ còn đánh thêm đấy. Bảo Luffy có biết nhảy theo bà không? Các bạn nhớ là ui nó bảo ấy sao anh ui đi nhà mình nhất đi. Cái gì đấy, cái gì đấy? Ai đây? Ui ôi, cái có việc gì đấy? Sao anh bảo đi gọi người mà? Hả, có chuyện gì bông lốn? Ui, trông mặt hình như nó chỉ ngoài sân có gì anh em ơi. Hình như có gì ngoài sân ấy. Chào. Ui, có gì mà? Có cái gì đâu? Ui, hình như có hai cái bóng tối tối đang vẫy tay ở sân sao ấy. Ai có cái đèn không? Ui, đang nhảy nhảy đi. Ai có cái đèn không? Cầm cái đèn lên xem. Ui, cái sao đấy? Chào. Có nhìn cái gì không anh em? Tối quá. Tối đấy. Có cái bóng đen đen. Ui, tối nó không nhìn gì. Bật cái đèn sân lên cho anh. Bật cái đèn sân lên. Hình như có người. Có hai người luôn. Hay là CBD Lady. Được xem nào. Được. Ui, ui, đúng nó đang nhảy em ơi. CBD Lady nó màu đen mà. Ai em ơi, xinh nhỉ. Một thằng màu xanh, một thằng màu đen. Hai anh em mình đi ra xa nó ai đi. Cầm cái chăn ra. Ui, luôn. Mà cái chăn này. Đây. Cầm cái chăn ra. Chùi, bắt luôn. CBD Lady bắt luôn. Chuẩn bị chăn chưa? Chăn chưa? Bảo Luffy phối hợp với Vương. Cầm chăn. Ui đúng nhảy kiểu CBD Lady rồi em ơi. Kìa. Anh em ơi. Bắt nó. Ui CBD. Ui chạy em ơi. Chạy. Chạy. Ôi không phải. Thằng Hugi mới lại TV Man à? Ôi giời. Hai này đấy, hôm nay mày rảnh mày lên cho anh à? Bọn anh đang mới bị nó gọi điện này. Bọn này giật hết cá mình. Mày cứ đi choan thôi. Anh em ơi, bọn này choan táng ở trận nhanh. Táng Hugi trận. Choan này. Mắt vớ vẩn này. Choan này. Ui. Ui. Thôi.